Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play a Ben Ben game is a movie. Ok, first play Escape Ben Ben Honor. Đây là một phiên bản chơi trên Mubi nhé các bạn nhé. Ok, play now, chapter 1. Ok, đây là một giao diện khác. Nhưng mà map khác và cái chơi cũng khác luôn các bạn nhé. Tiền mình sẽ sang cửa này mở để tìm cái blue card ở ngay góc này nhé các bạn nhé. Sau đó sang kia mở cửa. Ở đây có hình các nhân vật trong Ben Ben luôn. Tiếp theo sau đó mình sẽ sang map bên kia. Map khác và cái chơi cũng khác luôn nhé các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái thẻ này mở cửa này. Ok, mình sẽ vứt cái thẻ này đi. Và lấy cái này, máy bay drone này nhé. Sau đó cho máy bay đập vào đây. Ok, vậy là mở. Con Opinabird nó vừa ló mặt ra này. Ok, mình sẽ đi thu thập các quả trứng nhá. Và cho vào miệng con Omelabert này. À, đây có một quả này. Sau đó cho vào miệng con Omelabert. Ok, đây có một quả này này. Cho miệng con mê la bớt nữa này. À, trên đây có một quả nữa. Thu thập đủ 6 quả và cho miệng con ô mê la bớt này nhé các bạn nhé. Đây là quả cuối cùng. Để cho miệng con mê la bớt. Hình như là hết rồi á. Mình sang kia tìm cái búa. Kia có con Ben Ben đang xuất hiện. Mình sẽ đi sang mép này nhá. Chụp mong. Nhưng mà kia đang ngủ à. Xem lấy cái búa nhé các bạn nhé. Đây, chụp mau. Nó vẫn đang đuổi. Đây, mình sẽ mở cái cửa. À, lấy một cái đường luôn này. Game over luôn. Thế sau đó mình sẽ chuyển sang một trò Garden of Ben Ben khác. Cũng là một phiên bản trên mobile. Đây có một cái đường luôn. Đấy, tìm battery. 20 pin. Bị dính mạng. Phải kết nối với mạng các bạn. Cho đĩa bay đập vào đây.
cho nó đập vào đấy tiếp. Mình dính quảng cáo các bạn một chút nha, mình sẽ bỏ qua quảng cáo. Waiting for loading game. Ok, try game. Wow, con lỗi mình là bớt này. Ok, sẽ thu thập để chấm nhé. Cách chơi cũng giống như trò men men cũ. Còn một quả chấm rơi như này nữa. Dưới quảng cáo các bạn đợi một lúc nào. Try to loading game, lát nữa mình sẽ mốt xóa quảng cáo này luôn. Ok, waiting for loading game. Ok, vào lại. Nên cái thẻ vàng chụp ra đây nhé các bạn nhé. Xem lấy cái búa. Để chuyển sang tiền các bạn nhé. Ok, sẽ chọn màu. Không có màu trắng à.
đây là một cam. Không có màu vàng. Vẫn không đúng màu. Thiếu một xanh này. Ok, mình sẽ xem lại màu sau nhé. Ban Ban Mobi. Ok, đây có màu phiên bản là Mobi. Rồi, và đây lấy mật khẩu nhé các bạn ơi. 395. Thank you.
xong cửa mới bên đây luôn. Ôi, leo bớt. Tiếp theo mình chơi Ben Ben Story. Ok, sẽ lên xe bus nhé, để di chuyển sang map. Ba bốn người, được bốn người chơi. Ok, sẽ đi lấy cái thẻ màu xanh này nhé. Ok, lấy gì mốt. Giờ sẽ đưa cái thật chính ra bạn này. Bây giờ sẽ chạy trốn con Overlapper nhé. Rồi nó đang ở dưới mà nó sẽ bắt mình chơi. Ok, được một lát là nó sẽ biến mất. Ok, để lấy cho khóa vàng. Rồi, di chuyển qua đây nhé các bạn. Ok,
Đây sẽ đến cái búa nha. Hơi lắc một chút các bạn này được. Cái này đã đập được một thanh rồi. Okay. Sẽ đợi sang kia di chuyển sang kia. Ô, có hai người chơi đã bị rơi đúng không đến đoạn này là bị đài. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi gặp từ nước men ép tìm. Is a new game. Okay, let's go. Nghe chuyển vào kia. Thank you.
Đây, tiếp theo mình di chuyển. Cho trứng vào miệng con Omelapert. Mình sẽ chơi phần này xong, theo chuyển sang một trò Ovilabert tên là Ben Kang nhá. Hình như cũng chơi hết rồi đấy. Trò này chưa chơi. Thank you.